Cuộc đời sống có bao lâu mà cứ ganh đua nhau hoài, bon chen lời danh được chi. Cuộc đời sống có bao lâu mà cứ gieo bao sầu đau, để khi nằm xuống có đem được gì theo. Trong đời ai cũng đều buồn phiền, xin đừng hơn thua với nhau. Trong đời ai cũng yêu thật lòng, dù có lúc đành dành. Bóng tối phía sau tiếng cười, ánh sáng xóa tan niềm đau, giữ lấy trái tim mỗi người để chúng ta là đại gia đình. Chúng ta là đại gia đình. Bóng tối phía sau tiếng cười. Bóng tối phía yêu thương Mai rồi bỏ nàng bơ vơ lúc bụng mang dạ chữa. Dù có phải bị gia đình bắt buộc đi cưới vợ, mình cũng không tránh được hai tiếng phụ phải. Gì đó? Mẹ, con đi nè. Bà ơi, bà có nghe tôi gọi bà không? Bà đã tỉnh nhưng còn yếu lắm. Các anh chị cẩn thận, đừng làm bà quá xúc động. Dạ cảm ơn bác sĩ. Không có gì. Cảm ơn bác sĩ. Kỳ quá. Má ơi, em đang làm má đau mà. Nè, má còn yếu lắm, để cho má nghỉ đi. Yeah.
Lúc ở trên xe, thằng Đăm Thiên nói nhiều phát bực. Đi xuống xe vẫn còn lẳng nhẳng theo nói, chịu làm sao nổi. Mà tại sao lại không đi một mình ta? Kéo Đăm Thiên làm gì? Mai mình tự đón taxi tới đó. Mình đã quyết định đi tâm cho được người xưa thì có trời mới cản được. Hâu Dân, lại đây ông biểu coi nè. Sao ngoại biết là con? Cái gì ông cũng biết hết. Ông ngoại biết đây là mấy không? Là hai. Ông ngoại dữ hơn con rồi. Sao ngoại buồn vậy? Đâu có. Đâu có. Ông ngoại đừng buồn nha. Vì con thấy ông ngoại buồn là bà ngoại buồn. Má buồn. Bác Nguyên buồn, cô Khánh buồn, cậu Hân cũng buồn. Dữ không? Là má kiếm quá trời à. Đến giờ đi học rồi sao còn ở đây? Mà bé ngoan á là phải đi học đúng giờ, đúng không? Dạ. Chào ông ngoại đi con. Con chào ông ngoại. Chào ông ngoại, con đi học mầm non. Con đưa cháu đi học nha ba. Dạ. Đi học ngoan nha. Dạ đi. Dạ. Dạ. Chiều nay có giờ học. Thôi em dậy đi, để con đi học nữa. Má bệnh, em không đi học đâu. Ở đây có anh với chị ba, em đừng có bỏ học như vậy. Nhà mua ở gần má, lỡ má. Bác sĩ đã định bệnh, nói rõ là sẽ dần dần hồi phục. Ngày mai họ sẽ cho kiểm tra thật kỹ. Nếu má không đi được á, thì sẽ cho tập vật lý trị liệu. Bệnh của má cũng nhẹ thôi, chắc không đến nỗi nào. Má không nói ngọng, tay chân còn cử động được, chỉ còn ê ẩm toàn thân thôi. Thôi em không đi học đâu. Vào lớp em cứ lo cho má, không nghe thầy giảng bài. Nhưng mà anh nói là... Cho em nghỉ thêm vài ngày nữa đi anh hai. Trời ơi con nhỏ này. Nó muốn nghỉ á, thì anh cứ cho nó nghỉ đi. Biết chuyện á, má buồn thì cũng thay kệ. Con gái út cưng mà. Thôi em đi học đây. Chứ ở đây á, nghe chị chăm chọc hồi á, cho em tức mà chết. Anh nghe ghê chưa? Chị cứ như vậy hoài nha. Thôi em đi học nha anh hai. Nè, đi đứng cho cẩn thận nha. Dạ. Đi học đi. Nè, xem cứ hay nó móc quanh quanh vậy. Nó có coi em ra cái gì đâu. Nó ỷ má cưng, anh chiều, nên luôn luôn hổn với em à. Hôm nào á em đập cho nó một trận. Em đánh không có lại nó đâu. Nó nhỏ chứ nó có vỏ đó. Ôi, ba cái vỏ rài đó mà, có gì đâu. Sao lâu quá không thấy ông thầy vỏ của nó tới nhà chơi vậy kìa. Giận nhau lâu rồi. Con quanh nó nói với em, cha thầy đó bà trợn. Sao kỳ vậy? Em cũng không rõ. Sao em gái? Hai người yêu nhau từ bây giờ mà sao kính vậy? Bà nè, thật sự yêu nhau chưa? Đã tính tới chưa? Tụi em thương nhau thiệt mà anh ba. Cả năm rồi, nhưng mới thú thật với nhau. Sao vậy? Em thì không nghĩ ngợi gì hết, nhưng mà anh Minh thì nhiều mặc cảm quá. Có vợ con trước chứ gì. Lại thêm cái chuyện mà trình độ học thức giữa em và ảnh có khoảng cách, ảnh ngại chuyện đó. Ngại cái gì thì cha ba trợn.
Anh nói thiệt với em nha, em chọn không làm đâu. Anh Minh là một người số 1, tư cách nè, can đảm nè, nghị lực nè, thông minh nè, hết sức là tự trọng, giỏi đối phó với trước mọi trường hợp. Đúng là một người đàn ông trên đời này không phải là dễ gặp đâu nha. Loại người như anh Minh hả? À, chết gần hết rồi. Tìm một người như anh khó lắm á. Em thấy không, cũng đẹp trai chứ bộ. Coi đen vậy mà đẹp trai. Đành đợi đi. Tính gì anh? Sắp vô. Không lẽ thương nhau khơi khơi vậy hả? Phải tính tới chứ. Anh nói thiệt với em nha, chưa nói tới việc của ba má, một mình anh thôi, bảo đảm với em luôn, tổ chức một cái đám cưới của em rình rang luôn cho mà coi. Sao, bạn kỹ chưa? Trời ơi, chở gì nữa mà không làm đám cưới. Ê, còn chở gì nữa? Đâu phải dễ kiếm một người đàn ông như anh Minh, đúng không? Ok, gật đầu một cái đi cho người ta lo á. Uống nước đi. À, giám đốc, má tôi tỉnh rồi. Vậy hả? Má ơi, anh Nguyên là giám đốc công ty chỗ con làm đó má. Hôm qua thằng Hai có gọi điện về nhà. Nó điện thoại về. Chắc nó muốn hỏi thăm là tôi chết chưa chứ gì. Sao anh khó tánh quá vậy? Con nó hỏi thăm anh vì nó bận công việc nên chưa kịp về nhà mà. Thôi thôi, anh không có muốn nghe. Chuyện gì vậy má? Má rầu quá. Trong nhà cứ như vậy, má làm sao mà sống được kia chứ. Anh Hai cũng gọi điện thoại về mà không gặp được ba. Rồi đêm qua cũng không thấy ảnh về. Mà sáng nay chắc có lẽ anh bận gì công việc. Còn chuyện gì nữa? Nói ba nghe coi. Dạ còn khó khăn lắm anh ba. Khó khăn chuyện gì? Chuyện vợ cũ của Minh là vợ hụt của anh Hai chứ gì? Không phải. Nói chuyện gì em làm gì? Em đâu có lo. Còn trở ngại gì? Ba má không bằng lòng. Nhất là ba. Ba nữa. Tại sao ba không bằng lòng? Ba chưa nói là tại sao. Nhưng mà khi nghe chuyện em định thành hôn với anh Minh, ba chỉ phán một câu: tôi không đồng ý, rồi bỏ đi. Ba nói nào? Hồi sáng này nè, có má nữa. Rồi má nói sao? Má cũng một ý với ba luôn. Không được.
Bộ em còn con nít sao? Phải chờ cha mẹ đồng ý mới đăng ký kết hôn. Hiến pháp đã cho phép rồi, 18 được quyền lấy chồng. Nghe là anh, cứ đi đăng ký rồi tự do kết hôn. Coi ba má làm gì được nè. Làm vậy sao được? Em muốn có một cuộc hôn nhân đàng hoàng trước gia đình và pháp luật. Em yêu anh Minh thật lòng mà. Rồi, anh hỏi em nè, bây giờ em có về nhà nữa không? Sao anh hỏi kỳ vậy? Cứ trả lời anh đi. Ba má đã không bằng lòng cuộc hôn nhân hợp lý của em thì em tự quyết định mọi thứ, kể cả cuộc sống của mình. Nếu em á, em thích ở lại đây, anh sẽ cho em một căn đầy đủ tiền ngay luôn. Yên chí, anh ba lo hết cho hai em. Nói thiệt với em, anh nhìn ba nhiều lắm rồi. Bây giờ vì hạnh phúc của em, anh phải thẳng thừng với ba. Em cứ dứt khoát ở lại đây coi, coi ba má phản ứng sao. Bây giờ có thêm một cô con gái tự quyết định cuộc đời của mình. Mình đừng làm vậy anh ba, ba má già lắm rồi. Già thì phải biết nghĩ tới lớp trẻ, sống cổ lỗ hoài vậy sao được. Nói cho cùng á, thì ba má cũng vì thương anh em mình thôi, muốn lo cho hạnh phúc của các con. Anh biết là ba má thương anh em tụi mình, nhưng mà lo kiểu đó anh không có ham. Mỗi người á có cuộc sống, có số phận, không ai giống ai. Buộc người khác sống theo ý của mình, làm theo suy nghĩ của mình là bậy, không có hợp thời nữa. Nhưng mình là con mà anh ba. Con thì sao? Con thì phải sống theo mọi sự áp đặt à. Mời anh vào. Chào bác sĩ. Xin chào. Chào. Chào bác sĩ. Mời hai người ngồi. Má tôi sao rồi bác sĩ? Bảy đã tỉnh. Chiều nay mới có kết quả CT. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì bảy chắc bị tai biến thoảng qua. Nghĩa là sao anh? Tai biến nhẹ thôi, nên hồi tỉnh rất nhanh. Tuy nhiên diễn biến còn rất phức tạp. Thưa bác sĩ, người nhà nên bình tĩnh, đừng để bệnh nhân xúc động quá nhiều. Hãy để nằm đây cho chúng tôi theo dõi. Dạ. Trong thời gian này anh cố gắng bình tĩnh, nhớ dặn mọi người đừng để cho dễ xúc động. Dạ. Ba không muốn ăn. Thôi, má con mình ăn cơm trước đi. Chưa hồi nào mà má thấy ba con nóng dữ như lần này. Tội nghiệp anh hai quá à. Chắc kỳ này là không xong với ba rồi. Hay con đợi đi, để má lên má gọi ba con xuống coi. Thôi, mình cứ ăn trước đi má. Rồi tí nữa con mang cơm lên phòng cho ba. Bây giờ ba đang nóng, mình đụng vô không hay đâu. Mời ba ăn cơm à. Thôi. Ba. Mà...
Má. Sao rồi? Dạ con mời ba ăn cơm mà ba lắc đầu, biểu con đem xuống. Thật lạ lùng quá đi. Sao vậy? Con không biết. Coi chừng mai ba con tuyệt thực luôn cho mà coi. Ủa sao hả má? Không ăn cơm, ba muốn cái gì đây? Con nghĩ chắc là ba căng thẳng chuyện công ty thôi má. Được rồi, đừng có binh ổng nữa. Tôi biết rồi đây, ai cũng đứng về phía ổng cho mà coi. Má. Phải chi có anh Nguyên ở đây để mình mè nheo mà tâm sự. Dạ chào ạ. Chào em. Dạ. Ê, em muốn sống theo kiểu của anh hai chứ gì? Vậy thôi, không cần bàn tới nữa. Không phải, nhưng mà đừng có coi thường anh hai. Anh có kiểu suy nghĩ riêng của anh đó. Lúc nãy anh cũng tôn trọng ba, quản lý theo kiểu của ba. Nhưng mà thấy ba không còn hợp thời nữa, anh cũng mạnh dạn thay đổi công ty, không theo ý ba. Vì chuyện đó mà ba giận anh tới bây giờ đó, anh biết không? Đây. Wow. Giỏi quá ta. Con sâu xéo quá cũng hoàng. Anh hai quật khởi là đúng, nhưng yếu lắm. Anh làm sao á phải hành động như anh. Anh ra đời một mình, thành công một mình, anh hai có dám không? Thôi đi anh ba ơi, ở đây có mình anh với em mà, nổ làm gì? Nếu không nhờ tiền gì? Có lần anh hai anh vui miệng nói với em về anh á, thấy cũng có lý. Chả nói sao? Nói sợ anh giận quá. Thì cứ nói. Anh cũng cần biết ý kiến của mọi người trước sự thành công của anh. Thiệt không? Ừ. Anh nói vậy nè, trong cơ chế thị trường lúc nào cũng có hai loại người, chánh và tà. Thằng dám thì làm ăn theo kiểu tà giáo, thành công thì không nói làm gì, mà hễ thất bại á là chọn con đường tà giáo. Nghĩa là sao? Cười gì? Em nói vậy là sao? Em nói sách vở quá, anh không hiểu gì hết trơn á. Có gì đâu mà không hiểu. Em nói toạt ra luôn nha. Nếu mà thất bại á thì anh buôn lậu nè, chở hàng gian, hay là chứa gì? Chàng Nguyên nói anh vậy hả? Còn lâu anh mới rơi vào cái trò bỉ ổi đó. Anh giàu mau quá nên ổng ganh tị chứ gì. Anh thách đó. Thằng Chả thử mà rời khỏi công ty Hưng Lộc một ngày thôi là Chả đen mài liền. Em nói với anh Chả là anh nói vậy á. Làm gì nổi nóng kỳ vậy? Sao không nóng? Anh muốn biết ý kiến của mọi người thì em nói anh nghe thôi. Ừ. Mệt anh quá. Ừ. Thank you.
Anh hai. Chuyện gì vậy em? Má muốn nói chuyện với ông giám đốc. Chào anh. Ông giám đốc. Kìa gì? Dì nằm nghỉ đi, con ở đây mà. Má muốn nói chuyện với ông giám đốc. Con ra ngoài. Dì nằm nghỉ đi, đừng nói nhiều, bác sĩ không đồng ý đâu. Phải đó má. Xin lỗi nha. Gõ cửa mấy lần mà không ai chịu mở nên thành thử mới đi vô. Em đâu có nghe gì đâu. Hai người còn biết trời đất gì nữa đâu mà nghe. Chuyện quan trọng tôi phải đành vô đây nói với em Minh. Có chuyện gì vậy anh ba? Có chuyện gì vậy anh? Không có gì đâu. Họ nói bây giờ. Ngay bây giờ. Mới 10 giờ. Thôi để tôi lên đó. Anh à, em đi với anh được không? Không cần đâu. Em mới chơi một lát anh về. Thôi để tôi đi với anh. Không có gì quan trọng đâu anh ba. Đừng để nhân viên để ý. Ở chơi nghe. Anh, có chuyện gì quan trọng phải không? Đừng có giấu em. Không có gì đâu. Anh Minh phải làm chứng cho một chuyện đã qua. Em đừng có lo. Nếu mà quan trọng á thì anh đâu có để cho anh đi mình, đúng không? Không biết má định nói chuyện gì với giám đốc của anh, hay là gửi gắm anh cho giám đốc? Chắc không phải vậy đâu. Hay là nói chuyện công việc của anh? Thôi đi, đừng có đố mò. Dì ơi, dì bình tĩnh đi. Có chuyện gì thì nói sao. Bác sĩ dặn không cho dì xúc động. Với lại bệnh tình của dì không đến nỗi nào đâu. Tôi biết. Tôi sắp chết. Toàn thân tôi ế ảnh. Cậu cứ để cho tôi nói. Tôi sợ là không còn dịp để nói với con đâu. Dì à, dì đừng có khóc. Bác sĩ nói gì không nên xúc động. Tôi không thể chết mà không nói chuyện này với cậu. Tôi là... Dì ơi, dì đừng xúc động quá mà. Cho đến lúc sắp lìa đời, để nói những điều này với cậu. Cậu hãy thương thằng Phong. Dì đã là anh em ruột thịt của cậu. Dì ơi. Dì. Má. Má ơi. Má ơi, má.
Bác sĩ ơi. Má ơi. Bác sĩ, má tôi nói sẵn. Bác sĩ coi lại giùm, có diễn biến nguy hiểm gì không? Không có gì đâu. Bà vẫn tỉnh phải không bà? Dạ. Tôi xin lỗi bác sĩ, thì con của tôi nó lo lắng quá. Má, hồi nãy... Má không sao. Con đã làm phiền bác sĩ. Xin lỗi bác sĩ, chỉ tại anh em tôi lo quá. Không có gì, đây là trách nhiệm của tôi mà. Bác nghỉ ngơi đi ạ. Dạ. Chào hai anh. Ra ngoài đi. Má, má thấy trong người sao rồi má? Chính giám đốc cũng nghe mà. Má tôi nói sẵn rất lạ. Má tôi nói tôi và giám đốc là anh em ruột thịt. Giám đốc có nghe không? Má có sao không má? Má cứ yên tâm mà nghỉ. Má đừng lo gì hết. Con biết hết mọi chuyện ngày xưa, con sẽ nói rõ cho anh hai nghe. Má cảm ơn con. Bây giờ không nói chuyện tào lao nữa. Anh hỏi em một cách nghiêm chỉnh nè. Bây giờ em tính sao? Trở về nhà hay đi luôn? Sao anh Minh đi lâu quá vậy anh ba? Em lo cho ảnh quá. Đừng có lo. Trả lời thẳng câu hỏi của anh đi. Bây giờ sao? Trở về nhà hay ở lại đây? Em về thôi. Em không muốn làm khổ ba má lúc tuổi già. Nghĩa là em theo quyết định của ba, chấm dứt cuộc tình với Minh. Đâu dễ dàng như vậy. Em yêu anh Minh thật mà, đâu phải chuyện đùa đâu. Nhưng em không thích bỏ nhà đi. Em sẽ thuyết phục ba má, sẽ đấu tranh theo cách của em. Liệu có thành công không? Phải thành công chứ. Ok. Một năm, hai năm, ba năm, hay là đến lúc mà em già, răng em rụng, tóc em bạc hết trơn. Gì dữ vậy anh ba? Hơi bị coi thường em á. Mình phải có cách chứ. Cách gì? Giả bộ tự tử hả? Còn non lắm. Đối với ba không có sợ điều đó đâu. Nói cách của em ra đi. Bỏ nhà không dám, tự tử cũng không. Vậy em làm thế nào? Rồi thì anh sẽ biết. Nói trước không có hay. Thôi em đi nha. Em đi đâu? Em về nhà hả? Em đi tìm anh Minh. Bộ em điên hả? Em biết Minh đâu mà tìm. Để anh lo, ngồi đi. Khổ quá. Ê, đâu hả? Anh, sao anh đi lâu vậy? Đó, có bị gì đâu. Thương quá là đâm khùng. Anh... Em định đi đâu vậy? Đi kiếm ông chứ gì đâu. Còn hỏi nữa. Sao anh đi lâu quá vậy? Làm em lo quá. Anh đã nói là không có chuyện gì mà. Mà em thấy á, mấy anh làm ăn phức tạp quá. Ê, không nói bậy nha nhỏ. Thôi mà em đói quá, cho em ăn gì đi. Ok, bộ anh không đói sao? Bây giờ muốn ăn gì em ba lo cho. Từ sáng giờ mới nghe nói một câu được á. Mà bếp có sạch trong đó. Ê, bác sĩ tụi em nhìn đâu cũng thấy di trùng hết á. Thôi đi, vô ăn. Đức ơi, gửi cho mình cái lâu quá rồi em. Phục vụ đâu? Em làm công ty chính. Nhà hàng có món gì ngon dọn ra hết, bác sĩ Khánh trả tiền. Trời ơi, gì kỳ vậy? Anh nói anh đãi chứ bộ. Cho anh ly cà rốt. Chuyện vui của hai người thì phải đãi anh chứ. Cho anh ly cà rốt với thêm miếng thơm. Chưa có gì mà anh ba. Sợ sớm quá không? Mà tôi hỏi nè, hai người có yêu nhau không? Có.
Vậy đủ rồi. Phục vụ đâu? Phục vụ. Mang thực đơn ra cho bác sĩ Khánh. Trời ơi, ép người quá đáng quá. Đủ sao đâu. Còn hai con mắt khóc người một con. Còn hai con mắt. Alo. Anh đây. Hiền hả? Có chuyện gì không em? Ba biểu gì gặp ba hả? Chừng nào? Ngay bây giờ hả? Về ăn cơm với ba. Trời, 12 rưỡi rồi. Ủa sao em không nói anh sớm? Em quên hả? Rồi rồi rồi, anh sẽ về không để em bị la đâu. Chuyện lạ đó đây, chuyện lạ đó đây. Tự nhiên ba gọi anh về ăn cơm. Không lẽ ba nói chuyện hôn nhân của em? Chứ còn gì nữa. Chắc chắn là ba sẽ hỏi anh về chuyện của hai người. Ủa, ba em biết rồi sao? Không phải đâu. Hồi sáng ba đọc báo, thấy tin anh mở thêm một chi nhánh du lịch. Ba mừng lắm á. Ba khen anh ba đó. Ba biểu chị Hiền gọi anh về trước khi biết chuyện của em mà. Nếu ba hỏi ý kiến anh về chuyện hai người, anh trả lời sao ta? Anh muốn nói gì thì nói, bằng ra cũng được mà. Mày sao vậy Khánh? Tự nhiên bực bội với anh à? Thôi hai người ở đây nha, tôi đi á. Chị ra em nói cái này. Chị nói đi. Chuyện gì? Có phải má muốn trăn trối điều gì với ông giám đốc không? Anh hai tưởng lầm là má nói sản. Mày điên vừa thôi. Ổng là người dân, trăn trối có nổi gì. Chị đừng có giấu em. Từ lâu em cũng biết anh hai. Mày im không? Mày muốn má chết hả? Những chuyện đó không phải nói bây giờ. Lo cho má trước đã. Dạ chào ông. Chú à, tôi vừa thấy ông đi đâu. Dạ ông chủ lên xe đi liền, không nói gì hết. À thôi được rồi, chắc là ông có chuyện gì gấp cho nên là ông phải đi mà.
Nhất định là má không muốn nói ra những điều bất hạnh của đời mình. Nhưng sợ rồi sẽ có ngày anh Phong cũng biết. Chắc chắn anh sẽ đau khổ lắm. Sẽ trở thành kẻ oán hận cuộc đời. Nga, em đã nghĩ cái gì vậy? Bóng tối phía sau tiếng cười, ánh sao xóa tan niềm đau, giữ lấy trái tim mọi người để chúng ta là đại gia đình. Chúng ta là đại gia đình. Bóng tối phía sau tiếng cười. Bóng tối phía trái tim mọi người để chúng